VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa hạt Vinamilk 9 hạt, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Cảm giác như chị bị lão hóa ngược ấy.
càng ngày chị càng trẻ dần ra đó. Rồi giọng hát bây giờ cũng lại trẻ hơn nữa, cái cách hát, cái tư duy âm nhạc cũng lại trẻ ra. Đó là vì lý do gì? Vì lý do kể là chơi người trẻ hay lý là do đó? Tình yêu. Tình yêu đó thay đổi mình, cho Hà một cái diện mạo mới, con người mới ở bên trong nữa. Hà thấy cái điều mà Phương Uyên nói mà Hà cảm thấy đúng nhất, hãy sống là chính mình, làm việc nghiêm túc, yêu thương mọi người là mọi thứ tốt đẹp này, vũ trụ này sẽ đem đến cho mình. Chị có ngại là một thí sinh hôm sau bao nhiêu năm mình đi chinh chiến, mình đi show, mình đầy đủ kinh nghiệm, hôm nay mình đến đây mình làm một thí sinh cơ mà, đối với bao nhiêu người đàn anh đàn chị, rồi trong cái đó cái đàn em của mình nữa. Chị thấy đây là một cái chương trình thú vị. Và đã rất rất là lâu Hà lại không có tham gia một cái game show nào. Và nó rất là hào hứng. Nhưng mà quan trọng là mọi người muốn biết là Hà có chơi hết mình không nè. Hết mình. Sợ lắm
ta thấy em thương Hà nên mới quay lại. 1, 2, 3, let's go! Sở Yêu với Dương Edward và Thanh Hà. Trong cái giọng hát của Dương Edward, nó có một cái gì đó nó rất là Thanh Hà lúc trẻ. Cái khè khè, cái hơi, cái cách bạn ấy hát rất là tình cảm. Cái năng lượng của chị Thanh Hà rất là khủng khiếp. Chị có từ thần thái đến một cái nội lực trong cái giọng. Khi mà lên đấy thì Dương đã phải hát bằng 100% công lực cùng với chị, gửi đến cái năng lượng rất là mới, một cái màu sắc rất là tươi trẻ cho ca khúc. Đẳng cấp, uy tín, kinh tế, vương tầm, quốc tế. Trước tiên là phải khen bộ đồ chị ra là quá đẹp luôn. Yeah, thật sự. Yeah, quá cao, quá cao. Chị xoay một vòng cho mọi người xem cái outfit được không ạ? Trời ơi, có ai mà thiệt á, giữ body mà tuyệt vời như vậy không, thật sự luôn á. Rất là đẹp luôn. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Dạ, và cái thứ hai là bài hát rất hay. Đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác nha. Từ nhẹ nhàng xong rồi đẩy lên disco giật đùng đùng. Quá trời rồi. Em thấy sao cưng? Lúc nãy khi mà em đứng ở phía dưới á, suy nghĩ thì nó cũng có những cái mông lung. Thế nhưng mà đây em nghĩ thực sự là định mệnh đã đưa chị em mình đến với nhau. Bởi vì em có một cái điều muốn chia sẻ với anh các chị. Đó là trong lúc mà hai anh em bốc thăm, em và Duy Anh thì con số 7 thực ra lẽ ra là thuộc về Duy Anh. Thế nhưng mà em đã đổi cái phiếu của em cho Duy Anh. Vai đổi số 7, không, số 7 này hơi đen đen, thất bát. Bây giờ này để thí sinh luôn. Tôi không muốn thất thất. Giờ chúng ta sẽ thất bát. Thất bát. Ok, thất bát. Đây, ra đây, thất bát. Bạn thân cũng phải thế. À, đáng lẽ là em sẽ có một phần trình diễn khác. Wow. Chứ không phải là với chị. Nhưng mà cho anh hỏi là cái giây phút ấy, cái gì làm cho em đổi vậy? Thực ra thì em cũng nhìn thấy cái con số 7 đó là một con số em thích. Thì em nghĩ rằng con số 7 là một con số may mắn với em. Nhưng mà đúng là định mệnh nhá. Vô tình bài này là hợp. Chị Hà thấy sao chị? Hà thấy là Dương hát với chị rất là hợp. Dạ. Yeah. Hợp lắm luôn á. Wow. Quý vị thấy như thế nào? Có đúng không ạ? Tại sao chị lại nghe Dương hát thành sợ quá khi yêu chị Hà quá nhiều. Quá. Trời ơi. Trời ơi, ủa chị nghe được vậy luôn hả? Chị nghe được như thế. Ồ hay, chị nghe làm sao mà được như vậy luôn. Tinh, sợ quá khi yêu chị Hà quá nhiều. Cảm ơn Lam, em cảm ơn Lam nha. Em chọn chị Lam thôi mà. Và chị cảm ơn em đã đổi kim số 7 em thích để hát ca khúc này với chị. Không, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Thực ra thì... Em không có bói nha chị, em không có bói. Em nói tất cả trên cơ sở có tính chất thuyết phục hết. Từ cách phát âm nhả chữ, cách luyến, cách feel trong một cái bài hát Bob Ballad là hai người mát với nhau và hai người cùng kiểu với nhau lắm, cho nên là không, nhưng mà chị lại kẻ tung người hứng. Chị lại thấy rằng là thật ra trong bài này chị thấy là phần của Hà thì rất là hay, nhưng chị nghĩ là Dương có thể hay hơn nữa, tức là hát men hơn nữa. Một phần cũng tại cái tông của bài hát nữa. Vâng, cái key của bài hát nó cũng hơi làm khó cho em. Dạ đúng ạ, đây là tông gốc của chị Hà. Dạ vâng, tông gốc cũng hơi nhưng quá. Nhưng mà em làm rất em. Là tốt nha. Em đúng không chị quý vị? Một tràng hóa tay dành cho người chị bạn diễn đời đêm nay của Dương được không ạ mọi người ơi? Lần nữa em rất là cảm ơn chị vì đã nhường nhịn em trong bài hát ạ. Bởi vì mọi người biết rằng hát đôi thì mình sẽ phải tập rất là kỹ để sao mình quyện, rồi để bè với cái người ca sĩ mà mình sẽ hát cùng. Tuy nhiên thì mọi thứ được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng. Thế nên là khi lên sân khấu thì cầu trời khấn Phật rồi. Mong rằng là phần tập luyện của Dương sẽ khớp với cái phần hát của chị Thanh Hà.
Nhưng may sao thì mọi người đã thấy là hai chị em cũng phối hợp khá là ăn ý với nhau trên sân khấu. Bình giòn đi, bình giòn đi các bạn. Thôi có thích không? Bình giòn đi rồi tính sao? Hãy xem kết quả trên màn hình nhé. Ôi, 100, 100. 100%. Tôi thấy là nhiều chứ chị, nhưng mà em thấy là thường là khán giả với lại gu của ca sĩ là hơi không giống nhau nhá. Để xem chính chủ họ có yêu thương nhau không. Cho tôi lựa chọn của hai anh chị. Ok. Trái tim của tôi nó cũng hơi bấn loạn quý vị ạ. Trong lòng của Hà là Hà muốn chọn một bạn nữ. Khi mình hát chung thì mình chọn một cái bài hát cái tông, mình chọn nó dễ hơn. Nhưng mà sau khi tám bạn đó thể hiện hát xong thì tôi lại nghĩ tôi nên chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn con tim và nghe theo lý trí. Lúc này thì cả con tim và lý trí đều đồng thuận là sẽ chọn chị Xanh Hà làm OG, sẽ song hành cùng với Dương. Thành làm gì khó thế em ơi. Khi mà hát cái khúc này với chị ấy, Dương cảm thấy về mặt âm nhạc nha, như một cái click, giống như một sự rất là khớp, sẽ không có một vị OG nào trên đó phù hợp hơn với Dương hơn là chị Thanh Hà. Cuối cùng trái tim tôi lại chọn một cái giọng hát nam, vì tôi nghĩ mình hát ballad, mình hát những bài tình ca cũng như mình muốn đột phá thì mình phải cần một bạn nam. Khi kết hợp với bạn nam này, Hà muốn có một bài hit như là những cái bài hát trong phim Hàn Quốc mà quý vị coi thường ngày vậy đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy đây là cặp đôi đầu tiên bắt cặp thành công. Yeah. Không, thật sự phải nói một câu công tâm là bài hát vừa rồi hai người quyện nhau rất là hợp luôn. Thật sự phải khen ngợi. Đây là một cái tiết mục mà từ đầu tới giờ mình thấy là matching nhất về cảm xúc đúng không ạ? Cho nên sự kết hợp này là đỉnh mệnh. Cặp đôi ạ. Dương và chị Thanh Hà là cặp đôi đầu tiên. Thế lúc ấy vừa tự hào vừa cảm thấy là hai chị em rất là hiểu nhau. Nghe bạn Phan Duy Anh hát, tôi rất là thích, tôi tặng cho bạn một quả mận. Nhưng mà cuối cùng tôi lại chọn Dương Edward. Với người bạn của Dương, Phan Duy Anh, thì bạn ơi, thôi thì bạn cứ ăn quả mận đi đi nhá. Quả mận ngọt là dành cho Phan Duy Anh. Nhưng kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm tôi cho Dương Edward. Lêu lêu. Đấy, của ông Tết đấy. Của ông hết. Chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục cuối cùng. Đừng chuyển kênh nhá. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.